À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là sức KML tên phần mềm Google Mapper, nhưng đối với cái trường hợp đó là bản đồ nó ghi thiếu tọa độ không không nha, thì chúng ta mới nhập vô. Để tôi hướng dẫn các bạn là đầy đủ những trường hợp khác nhau khi chúng ta sức file KML KML nha. Rồi ta bắt đầu vào trường hợp thực hành luôn nha. Đầu tiên ta mở phần mềm Google Mapper lên, ta mở phần Open Data File này, rồi ta bấm vô file PDF, bấm OK, chờ file load lên nha. Rồi trường hợp này ta bấm OK nha. Rồi ta mở lên, đây là bến lức Long An nha. Đây là đã có trường hợp nó ghi thiếu tọa độ không, thiếu cái phần tọa độ không không nha. Rồi ta bấm vào select project xem nha. Rồi load file nè, ở đây Long An, bấm cái L nha. Rồi OK, nếu trường hợp này ta làm sao đó, đây nè, chọn vô điểm nè, điểm giao nhau nha. Rồi cái này nè, 5 6 4 ta thêm 3 số 0 nha. Đó. Rồi nếu có trường hợp thiếu số 0 thì phải ghi 3 số 0 luôn nha. Rồi 1 1 nè, 9 4 nè, ghi 3 số 0 luôn nha. Rồi ta OK. Rồi trường hợp thứ hai, rồi ta điểm thứ hai nha. Nè cái này nè, 580 điểm số 0 đó, 3 số 0. Rồi rồi đây ghi là 1172 điểm 3 số 0 đuôi nha. Rồi ta bấm hạt nè, đủ 3 điểm, thường thường là 4 điểm nha, nhưng tôi hướng dẫn ngắn ngắn cho làm nhanh nha. Apply OK. Rồi hiện lên nè. Bấm file Fbox raster. Đó, bấm xuất nè. Nghe là tôi bấm xuất 1 cho nhanh nha. Cái này tôi đang ví dụ tôi làm nhanh nha. Rồi sau khi xuất xong nha, tao vào phần KMZ nè, số 1 nè. Thì chấp đôi lên, tao mở file KMZ nè. Tao coi coi tao làm đúng chưa nha. Rồi nghe này nè. À, mở to là nó mở to là rồi ta nắm kéo nè, rồi nó giao thông đúng không, đúng rồi đó, nó xong đúng rồi nè. OK các bạn, rồi cảm ơn các bạn lắng nghe, rồi chúc các bạn thực hành thành công nha.